Xem tất cả mọi người nha. Tối hôm qua thì mình ngủ thấy mát chứ không có lạnh mọi người. Dù là mưa lâm râm râm là nguyên một đêm luôn. Sáng ra thì mình đi một vòng, mình xem cái suối thì nước nó có dâng cao không, nhưng mà cũng vẫn như hôm qua thôi à. Và tiếng nước chảy róc rách nghe nó vui tai lắm mọi người, nghe thích. Cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên vậy. Giờ thì mình đang đi vòng vòng kiếm một cục đá đẹp đẹp để chút nữa mình sẽ vô trong cái chỗ kia mình mượn màu, mình sẽ vẽ lại một cái gì đó để lại ở khu này ha, kỷ niệm mọi người. Thấy mọi người đi trước hay làm vậy nên là mình cũng làm theo thôi. Mình sẽ ghi tên kênh của mình lên cục đá rồi để lại ha. Giờ thì đây mọi người thấy đá quá trời quá đất. Vẫn chưa tìm được ra cục đá ưng ý nữa. Đá nhiều lắm mọi người mà chưa tìm ra được cục đá nào mà nhìn cái là hết liền luôn. Mình muốn nó là cục vừa thôi chứ không có nhỏ cũng không lớn, nhưng mà phải có đặc điểm gì đó nó khác chứ bình thường. Chứ mình thấy ở đây thì đá nó cũng giống vậy thôi. Cục gì đó màu nó khác khác cũng được. Ở đây nếu mà muốn làm gì đó thì chỉ cần xuống suối lấy đá thôi mọi người. Đá quá trời quá đất luôn, sướng thiệt. Mình ở dưới kiếm mấy đá này không ra đâu. Ở đây thì mình thấy có một cục cũng được nè mọi người. Mặt này bằng phẳng ha. Và kiểu kiểu cũng như giống giống một chút hình tam giác nè. Mình sẽ vẽ một cái tam giác YouTube ở đây ha. Sau đó ghi tên kênh trong. Cũng có lý. Không thì cứ lấy theo logo mình thôi, ghi tên kênh xong rồi để dấu tam giác YouTube ở đây. Xong được. Rồi. Chắc là mình sẽ lấy cục này ha. Làm mặt trên. Đi vô thôi. Quay lại liều nha. Khoan khoan, thiếu em. Sáng nay thì mọi người đang sinh hoạt chung áo đồng phục luôn nha mọi người. Đấy, nguyên nhóm rồi, thú vị nha. Trời do ăn sáng nha. Trên hai trứng chín chín nha. Dạ, ok. Anh ăn chín luôn ha. Ừ, chín luôn. Ừ, đặt luôn. Thủ bưng hai tô nè. Không được. Ăn ngon nhưng mà bụng yếu. Tiêu đây là ăn bỏ tiêu. Này trứng gà ta. Dạ. Thiết kế cái quạt cho tự đuổi chứ. Dạ.
sáng em dậy sớm lắm, em đi một vòng em quay mấy cái linh tinh rồi em quay em ngủ tiếp. Sáng chưa? Dạ rồi. Quay về liều lấy cục đá à, sáng mà người. Sáng lụm ngoài suối bự ghê không. Rồi bây giờ mình sẽ tô màu. Chọn đánh vẽ gì vậy? Chọn vẽ tên kênh nè. Chọn cái gì? Chọn vẽ tên của cái kênh đó hả? Đúng rồi. Cái đó là vlog đó. Đúng rồi. Ông mày à, đây cái gì ghi là đi làm vlog. Trời đất ơi, cái gì còn? Yeah, chúng ta đã hoàn thành. Chọn hay quá vậy. Yeah. Rồi, sẽ trang trí sơ sơ nữa nè. Ủa, hồi nãy hết màu màu mà chị sẽ chọn vẫn có màu trắng vậy. Vậy mới ghê chứ. Chọn chọn màu hả? Cho nó nổi bật lên. Sao chú vẽ đẹp vậy? Con chúng ta đã hoàn thành tên kênh. Yeah. Giờ thì đem đi lên đây cất nha. À, hẹn mọi người nếu mà có lên đây thì mọi người nhớ đón xem cái kênh của mình nha. Đây thanh thần kỳ lắm. ghê ghê chứ ghê. Nhanh gọn lẹ. Mấy bé làm màu mè quá mình nhanh gọn lẹ đó. Nút vàng rồi chín rồi hả? Thôi chưa chín rồi. Chín rồi sáng qua nãy phơi xong rồi giờ cục đá mình ra đây rồi mọi người. Quay như vậy người ta mới thấy cái này là bị lỗi là cái màu trắng ở trong là hình tam giác nhưng mà ở ngoài là hình chữ nhật nha mọi người. Không biết đang suy nghĩ gì mà vẽ tam giác ở ngoài luôn, kệ nó đi, nhưng mà vẫn là nhìn vô thấy biểu tượng của YouTube nha mọi người. Ok mọi người, dọn dẹp xong hết rồi, giờ thì chuẩn bị về thôi. Đây là con dao hua sầu riêng hôm qua mượn của cô bán sầu riêng ở dọc đường. Cầm về luôn ha. Rác của mình dẫn luôn cho người ta kiểm tra lại lần nữa coi còn để quên gì không. Ok, tủ này không có bỏ gì vô. Wow, nóng quá. Rồi, tổng quan là không có gì hết. Ra nha. Kéo lại giùm người ta mình. Để côn trùng nó không có vô. Đây. Ok, tạm biệt Đan Hà Clambin. Giờ thì gia đình, nhóm gia đình sẽ xuất phát đi về ha.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.